Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình trên thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố thành lập một đơn vị mới hoạt động ở vùng biên giới ngày càng căng thẳng với Liban và Syria. Đáp lại, Hezbollah nói sẵn sàng đối phó với bất cứ mối đe dọa mới nào từ Israel, theo nguồn tin của báo tin tức. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, phong trào Hezbollah của Liban nói với New Week rằng họ đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa mới nào từ Israel sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố thành lập một lực lượng sơn cước mới có nhiệm vụ hoạt động ở biên giới ngày càng thù địch giữa nước này với Liban và Syria. Trước đó, trong một thông báo đưa ra cùng ngày, IDF tiết lộ lữ đoàn Heharim, có nghĩa là núi, mới được thành lập như một phần của hoạt động ứng phó với tình hình ở biên giới phía Bắc và phù hợp với các đánh giá tình hình khi tình trạng bất ổn trong khu vực trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh cuộc chiến tiếp diễn ở dải Gaza. Dưới sự dẫn dắt của Đại tá Liron Abboman, lữ đoàn Heharim thuộc sư đoàn 210 sẽ bắt đầu hoạt động trong những tuần tới tại khu vực tranh chấp núi Hermon, còn được gọi là Jabal Oshek, và núi Dob, còn gọi là trang trại Shiba. Cả hai khu vực này từ lâu đã trở thành điểm nóng bạo lực do tranh chấp lãnh thổ và hiện thuộc trách nhiệm của lữ đoàn Hermon số 810 thuộc IDF. Chuẩn tướng Zion Rabzon, tư lệnh sư đoàn 210 cho biết, việc thành lập lữ đoàn sẽ mang lại phản ứng tác chiến chất lượng cao và cho phép chuẩn bị cho các biện pháp phòng thủ và tấn công trong nhiều tình huống khác nhau phù hợp với địa hình và kẻ thù trong khu vực, đồng thời trên cả hai mặt trận Liban và Syria. Tuy nhiên, đáp lại diễn biến này, một phát ngôn viên của Hezbollah nói với tạp chí New Week rằng nhóm này sẵn sàng chống lại mọi khả năng và mọi thay đổi từ kẻ thù mà họ coi là gốc rễ chính của cuộc khủng hoảng đang bao trùm Trung Đông. Biên giới Israel với Liban và Syria từng là nơi xảy ra các cuộc chiến tranh trong quá khứ, một số có liên quan trực tiếp đến vấn đề Palestine. Ngày nay, về mặt chính thức, Israel vẫn ở trong tình trạng chiến tranh với cả hai nước láng giềng và sự thù địch hiện đã lên đến đỉnh điểm trong nhiều năm do cuộc xung đột ở dải Gaza. Gaza hiện là trọng tâm của các hoạt động mà Israel triển khai kể từ sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, 2023, nhưng vẫn tồn tại mối lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc giao tranh toàn diện, bùng nổ trên các mặt trận khác. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến trên nhiều mặt trận, Liban, Syria, vùng Judea và Samaria, Gaza và cả những nơi xa hơn nữa. Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Hezi Halevi cho biết trong chuyến thăm bờ Tây vào ngày 15 tháng 3. Tin tức về lữ đoàn mới của Israel được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra giữa IDF và Hezbollah. Lực lượng vũ trang tại Liban tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công mới trong ngày 19 tháng 3 nhằm vào các làng Biranit, Tel Atayhat, Malkia và Birkat Risha ở miền Bắc Israel để hỗ trợ người dân Palestine ở dải Gaza và ủng hộ cuộc kháng chiến dũng cảm và vì danh dự của họ. Về phần mình, IDF tuyên bố không kích nhằm vào các vị trí của Hezbollah ở Mawahin và Al-Adisa ở miền nam Liban cùng ngày 19 tháng 3. Trên mặt trận Syria, các cuộc không kích tiếp tục nhắm vào các thủ đô Damascus hôm 18 tháng 3. Israel đã thừa nhận hai cuộc tấn công trước đó trong tuần trước nhằm vào các vị trí được cho là của Hezbollah ở Syria, đồng thời cảnh báo rằng IDF buộc chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong lãnh thổ của mình và sẽ không cho phép bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến sự cố thủ của Hezbollah trên mặt trận Syria. Trong nhiều năm qua, Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu bị nghi ngờ có liên quan đến Iran ở Syria, dù họ không chính thức thừa nhận. Iran và một số lực lượng dân quân trục kháng chiến đồng minh của họ, bao gồm cả Hezbollah, đã hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong suốt cuộc nội chiến kéo dài 13 năm của Damascus chống lại các nhóm phiến quân. Trong cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Syria ở Tehran hôm 16 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, chuẩn tướng Mohammad Reza Astiani tuyên bố rằng Tehran đang nghiên cứu các kế hoạch tăng cường năng lực của Syria để bảo vệ không phận của mình khỏi các cuộc xâm phạm từ Israel. Trong khi đó, một đồng minh hàng đầu khác của Syria là Nga cũng đã bắt đầu tăng cường sự hiện diện trên thực địa.
Trong một báo cáo do Trung tâm Hòa giải các bên đối lập ở Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga đưa ra vào tuần trước, chuẩn đô đốc Vadim Kulit cho biết các trạm kiểm soát bổ sung do quân cảnh quản lý đang được thiết lập để tăng cường nỗ lực rút quân ở cao nguyên Golan, vốn được quốc tế công nhận là một phần của Syria nhưng bị Israel chiếm đóng kể từ cuộc chiến tranh 6 ngày vào năm 1967. Trước tình trạng mất an ninh lương thực ở Syria mới đây, Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng kêu gọi viện trợ nhân đạo hơn 4 tỷ USD để đối phó với tình trạng nghiêm trọng này. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc Adam Abdelmoula cảnh báo nguồn tài trợ gần như cạn kiệt và thiếu sự hỗ trợ sẽ đẩy nhiều người Syria phải di cư hơn. Khoảng 12,9 triệu người đang bị mất an ninh lương thực trên toàn quốc. Việc không hành động đồng nghĩa ít nhất 2,5 triệu trẻ em sẽ mất cơ hội trở lại trường học. Khoảng 2,3 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có thể mất khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bà mẹ và trẻ em quan trọng. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA, xung đột tiếp diễn khiến khoảng 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Tình hình tại Syria được nhìn nhận đang có chiều hướng xấu đi trên hầu hết các lĩnh vực và có nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát. Trước đó, ngày 11 tháng 12 2023, Liên Hợp Quốc cũng đã kêu gọi tài trợ 46 tỷ USD cho năm 2024 để giúp hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo trên toàn cầu. Trong tổng quan về tình hình nhân đạo toàn cầu năm 2024, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo OCHA của Liên Hợp Quốc cho biết, gần 300 triệu người sẽ cần hỗ trợ nhân đạo vào năm tới do xung đột, tình trạng khẩn cấp do biến đổi khí hậu và các yếu tố kinh tế. Con số này bao gồm 74,1 triệu người ở Đông và Nam Phi, phần lớn trong số này bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ở Sudan. Nhóm 5 nước cần hỗ trợ nhiều nhất là Syria 4,4 tỷ USD, Ukraine 3,1 tỷ USD, Afghanistan 3 tỷ USD, Ethiopia 2,9 tỷ USD và Yemen 2,8 tỷ USD. Tính theo khu vực, năm 2024, Trung Đông và Bắc Phi cần 13,9 tỷ USD, cao nhất trong các vùng. Theo OCHA, trong năm 2023, Liên Hợp Quốc kêu gọi huy động số tiền hơn 55 tỷ USD cho các hoạt động tài trợ nhân đạo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cho đến nay, các khoản tài trợ mới chỉ đáp ứng dưới 30% nhu cầu trên. Điều này phản ánh nhu cầu nhân đạo tăng vọt, trong khi trên thực tế, nguồn tài trợ thường xuyên của các nhà tài trợ lại không theo kịp. Phó Tổng thống Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffiths cho biết, các cơ quan viện trợ thường chỉ huy động được rất ít nguồn tài trợ vào đúng thời điểm nhu cầu của người dân gia tăng và buộc họ phải mở rộng quy mô. Chỉ còn vài tuần nữa là hết năm 2023 và nhiều khả năng đây sẽ là năm đầu tiên số tiền từ thiện hàng năm cho các quỹ nhân đạo giảm kể từ năm 2010. Do đó, Liên Hợp Quốc đã giảm số tiền kêu gọi huy động xuống còn 46,4 tỷ USD cho năm 2024 và sẽ tập trung cung cấp hỗ trợ cho những nhóm cần nhất. Liên quan đến vấn đề viện trợ nhân đạo, các nhân viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc làm việc tại dải Gaza đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo sắp xảy ra, với hơn 100 nhân viên đã bị thiệt mạng. Ông Adnan Abu Hatna, người phát ngôn của cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine cho biết, 70% cơ sở hạ tầng của Liên Hợp Quốc đã bị ảnh hưởng bởi pháo kích. Ông Hatna thông tin, trong vòng chưa đầy 48 giờ nữa, các hoạt động của cơ quan tị nạn Palestine thuộc Liên Hợp Quốc tại Gaza sẽ phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, trung bình cứ 10 phút là lại có một trẻ em thiệt mạng do xung đột Israel-Hamas tại dải Gaza, đồng thời cảnh báo không nơi nào và không ai được an toàn. Phát biểu ý kiến tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Ghebreyesus thông báo 20 bệnh viện ở dải Gaza đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Các hành lang bệnh viện chật cứng người bị thương nặng, nhà xác bị quá tải và các cuộc phẫu thuật không có thuốc gây mê. Hàng chục nghìn người phải di dời đang trú ẩn tại các bệnh viện. WHO xác minh có hơn 250 cuộc tấn công nhằm vào cơ sở y tế tại Gaza và bờ Tây, trong khi có 25 cuộc tấn công tương tự ở Israel kể từ ngày 7 tháng 10 đến nay. Ông Ghebreyesus cảnh báo,
Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở dải Gaza, có nguy cơ bị tấn công. Bệnh viện Al-Shifa hiện là nơi trú ẩn của nhiều gia đình người Palestine ở dải Gaza. Israel cho rằng đây là nơi đặt trụ sở của lực lượng Hồi giáo Hamas kiểm soát Gaza và đã kêu gọi người dân ở vùng lãnh thổ này sơ tán về phía nam. Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình lương thực ở khu vực phía bắc dải Gaza đang xấu đi khi các đối tác không thể hỗ trợ trong gần 10 ngày qua. Hiện không có cửa hàng bánh mì nào còn mở cửa vì thiếu nhiên liệu, nước và bột mì. Một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn gần như cạn kiệt trên thị trường. Các mặt hàng khác như bột mì, những sản phẩm từ sữa, trứng và nước uống cũng không có tại các cửa hàng trên khắp Gaza trong 2 ngày qua. Cơ quan y tế tại dải Gaza cho biết, kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát cách đây hơn một tháng, số người Palestine thiệt mạng đã tăng lên 11.000 người. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel thông báo số người thiệt mạng bên phía Israel do xung đột là 1.200 người. Liên Hợp Quốc ước tính ít nhất 17.000 trẻ em ở dải Gaza hiện đang bơ vơ, không có cha mẹ hay người thân bên cạnh. Phát biểu từ Jerusalem, ông Jonathan Gris, giám đốc truyền thông của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại nhà nước Palestine cho biết, con số trên tương ứng với 1% trong số 1,7 triệu người đã phải di dời ở Gaza. Tổng dân số trong khu vực này là khoảng 2,3 triệu người, thông tin ghi nhận từ báo tin tức. Ông Gris, người đã đến thăm Gaza trong tuần này, cho biết ông đã gặp 12 trẻ em ở đó, 3 trong số đó đã mất cha mẹ. Ông nhấn mạnh, đằng sau mỗi số liệu thống kê đó là một đứa trẻ đang phải đối mặt với thực tế mới khủng khiếp này do thiếu thức ăn, nước uống và chỗ ở. Các gia đình không thể nhận thêm chăm sóc thêm các đứa trẻ khác. Sức khỏe tâm thần của các trẻ em Palestine bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều em có biểu hiện vô cùng lo lắng, chán ăn, mất ngủ và hoảng loạn mỗi khi nghe thấy tiếng bom nổ. Quan chức Liên Hợp Quốc lưu ý, UNICEF hiện ước tính rằng gần như tất cả trẻ em ở Gaza, tương đương hơn 1 triệu em, cần được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần. Ông nhấn mạnh, cách duy nhất để cung cấp hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trên quy mô lớn là Hamas và Israel đạt được một lệnh ngừng bắn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Phương Ly cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ đến quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!